Hải đi đâu về mà đi đường kia ra đấy? Thế vừa rồi anh gặp có một cô với lại hai bạn nhỏ ấy, thì có phải là mẹ em không? Mẹ là say rượu ra đây nói thì có ngủ luôn, có ngủ ở nhà không? Mẹ là ở đấy là đang nói về là lúc là bảo là cho em đi ở cùng à? Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin được mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác anh chị, cái thức phim hôm nay thì đáng lẽ ra là cháu Lực không có muốn ghi hình lên một chút nào cả cô bác ạ. Đấy, nhưng mà được một lúc cháu Lực suy nghĩ lại thì cháu Lực sẽ ghi hình lại cái thức phim này. Có lẽ là cái thức phim này khi mà cháu Lực đưa lên thì khi mà các bác xem thì các bác có thể như là các bác rất là bức xúc vì rằng là cháu Lực chưa thể là dứt điểm được cái mối quan hệ mà người mẹ của em Sử với em Hải, hay người mẹ của em Sử với em Hải, thì vừa rồi cháu Lực nhận được một cuộc điện thoại của hai anh em điện cho cháu Lực, nói rằng là mẹ của em Sử với em Hải là vào ngôi nhà cũ, là gọi là say rượu các bác, nói quấy rối đủ thứ chuyện thì cháu Lực lên. Đấy, vừa rồi thì hai anh em điện cho cháu Lực thì cháu Lực cũng chỉ nghe là Hải kể với cháu Lực là mẹ say rượu lên nói này nói nọ, chứ con chưa có biết là mẹ của hai anh em nói thêm những cái điều gì cả. Thì bây giờ cháu Lực lên và cháu Lực sẽ ghi hình lại luôn thì xem là mẹ của em Sử với em Hải xem là đang xem là vừa rồi cháu Lực chưa lên thì nói cái chuyện gì cô bác. Không biết là bây giờ là đi chưa. Vừa rồi thì lúc mà em Hải điện cho cháu Lực thì còn nghe thấy tiếng của người mẹ là đang nói chuyện ở đấy. Ở đây thì mẹ của em các em thì không có biết là nói tiếng Kinh cô bác, cho nên là toàn nói tiếng Mông thôi. Có những câu thì cháu Lực không có hiểu được cô bác ạ. Cái thức phim hôm trước thì cô bác anh chị đã xem cũng đã biết rằng là cháu Lực cùng với lại các em là đi kéo cái tách nước về, kéo nước về cô bác để mà để vào tách, không biết là đã đầy chưa. Đấy, bây giờ thì đã đầy tách rồi cô bác. Đấy, ủa nước khá là mạnh cô bác ạ. Đấy, nước mạnh như này thì nó sẽ tạo một cái áp lực rất là lớn để mà đẩy đi xuống ngay dưới nhà vệ sinh cũng như là dưới nhà mới luôn. Cái nguồn nước ở gần nhà các em ở chỗ này thì nó đã bị cạn, là gọi là cạn gần hết rồi các bác ạ. Bây giờ chỉ còn chảy một tí thôi. Theo như cháu Lực nghĩ rằng độ tầm một tháng nữa thôi thì sẽ là cạn hết rồi cô bác ạ. Ở đằng sau này thì tất cả mọi cái thì cháu Lực cũng đã là láng nền xong hết rồi cô bác nhá. Trước kia thì em Sử cũng rất là sợ rằng là khi mà làm nhà ở đây thì nó sẽ bị như kiểu bị sạt đấy cô bác, tại vì có nước ấy. Thật ra thì em Sử thì chưa có hiểu về vấn đề xây dựng cho lắm, cho nên là khi mà bà con nói thì em sợ em Sử
rất là sợ. Hay tất cả cái dánh thì cháu Lực cũng đã làm tất tần tật là mọi cái hết. Đấy, và ở đằng sau này hầu như là ngôi nhà có sửa tất cả mọi cái thì cháu Lực đều là láng xi si, gọi là gần hoàn thiện xong hết rồi cô bác. Bây giờ chỉ cần việc là lắp cửa nó thôi và sơn nó thôi thì cũng xong rồi. Ôi, hôm nay thì đội anh em thợ của bác này đã lấy sơn lên rồi đấy. Đấy, ở đây thì sẽ gồm cả sơn lót này, gồm cả cái sơn mà hai cái màu mà cháu Lực chọn chính nữa. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thùng, 13 thùng. Ở dưới nhà cháu Lực thì còn có 2 thùng. Hôm nọ là các anh là chở 2 thùng sơn lót về để ở dưới nhà cháu Lực trước rồi cô bác ạ. Hãy vào phía trong nhà của các em thì vẫn chưa có gì thay đổi khá là lớn cả cô bác ạ. Hay tại vì trong thời gian qua thì cháu Đức chưa có vào động chạm mà cái gì cả, vẫn giữ nguyên cái vẻ như hôm nọ cháu Đức hoàn thiện thôi. Hay vào trong thì hiện tại là chưa có đồ đạc gì, nói chuyện nó sẽ hơi vang một chút của bác ạ. Hay không biết là vừa rồi mẹ của Sử với Hải thì có vào đây để mà nói không. Đấy, tại vì là trong thời gian qua thì khi mà được cháu Lực chia sẻ những cái hình ảnh của các em lên thì thấy các em ngoan ngoãn này, tất cả mọi cái đều hoàn hảo, gọi là đầm độ tầm 80% hay là 70% gì đấy, chứ không thể là hoàn hảo 100% được. Đấy, nhưng mà đấy, trong đó thì người mẹ đã quay trở lại và quấy rối cái cuộc sống đang yên ổn của ba ông cháu của bác. Trong thời gian này khi mà cháu Lực chia sẻ lên, được tất cả các bác quan tâm tới, gửi những tấm lòng vàng cho ba ông cháu thì có vẻ như là người mẹ cũng theo dõi những thước phim. Hay có thể là người mẹ không hiểu bằng tiếng Mông, không hiểu bằng tiếng phổ thông, cho nên là có khi là con của mẹ ai người con của người mẹ của em Hải hay là ai dịch cho đấy. Thế cái điều đấy thì cũng như kiểu là thấy bây giờ có nhiều đồ ấy các bác, có tất cả mọi cái cũng đầy đủ rồi thì quay lại như kiểu là muốn là chiếm đoạt cái gì đấy. Đấy thì gần cái việc này thì chắc chắn là cháu Lực sẽ ngăn chặn lại đấy, ngăn chặn cái việc suy nghĩ của người mẹ lại. Hay nhưng mà còn về cái vấn đề mà người mẹ của Sử với Hải, có thể là ở trên này thì có hàng xóm xung quanh thì mẹ mẹ với của Sử với Hải ra thăm hàng xóm xong là uống rượu vào hay là nói những chuyện thì nó đi quá là xa. Không biết là bây giờ hai em có ở nhà không. Nghe từ xa thì có vẻ là rất là yên tĩnh của bác ạ. Cháu Lực sẽ đứng đây xem là có nghe tiếng của người mẹ ở nhà nói chuyện gì không. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực sẽ đi vào ngôi nhà của ba ông cháu xem là có bắt gặp người mẹ không của bác ạ. Đấy, bắt gặp thì một tí nữa cháu Lực sẽ ghi hình lại trực tiếp nói chuyện với người mẹ. Nhưng mà ở đây thì cháu Lực cũng đã nói chuyện là 1 2 lần rồi, chỉ sợ rằng là chỉ sợ rằng là người mẹ là không có hiểu đâu cô bác ạ. Hay ở dưới kia thì cháu Lực đang nhìn thấy là có mà một là bà một là cô lên thì không biết là có phải không. Đi ra hướng bên này xem, mọi lần thì cháu Lực đi ra hướng bên đấy. Ở dưới nhà thì rất là yên tĩnh, không thấy nói chuyện gì cả. Hay nhưng mà ở đây cháu Lực nhìn thấy là một bà cô lên, không biết là cô đấy có phải không. Mẹ của Sử với Hải thì cháu Lực cũng đã gặp nhiều lần rồi. Đi đâu về đấy? Bây giờ mà lên. Ào. Bây giờ mà lên. Lắng lắng nữa. Chứ ta tôi hài dân bố. Chứ chú á. Hài bây giờ nổ. Không nhau á. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là các bé của bác này mặc áo trên mình là đều là bộ truyền thống. Cô có biết nói tiếng Kinh không? Cô có biết nói tiếng Kinh không? Không biết. Không biết à?
Mới từ không biết là không biết thôi à? Đi ra nhà chú trên kia à? Nhìn hai cái bạn nhỏ kia, nhìn vào khuôn mặt rất là giống em Hải của bác ạ, nhưng mà người mẹ thì không phải. Ở phần phía bên ngoài nhà thì cháu Đức nhìn thấy là các em chắt rất là nhiều củi này cô bác này. Nếu mà cô bác theo dõi những thước phim trước thì cháu Đức đã đi vào và bắt gặp hai anh em là cùng nhau là đi lấy củi về. Nhà của các em thì đã đóng cửa rồi cô bác ạ, chắc là cũng đi đâu làm gì hết rồi, không quay ở nhà. Bây giờ thì cháu Đức sẽ di chuyển đi xuống dưới kia là để xem là hai anh em có đi cùng nhau đi lấy củi hay là đi lấy cỏ không. Có thể là vừa rồi khi mà sau cái cuộc điện thoại gọi cho Lực, em Sửa với em Hải có thể là chạy trốn như sao cô bác ạ, chạy trốn đi để tránh mặt người mẹ đấy. Trâu mọi cái thì vẫn còn ở đây hết, không có đi thêm chăn trâu cả, ong thì cũng không có thấy ở nhà. Không biết là ba ông cháu là đi đâu hết rồi. Vừa rồi cháu Lực là đi xuống thì bắt gặp là có một cô là đang đi từ dưới nhà của em Sử, em Hải lên nhà chú. Hãy nhìn hai cái bạn nhỏ thì có thể là nhìn khuôn mặt hơi giống em Hải một chút, nhưng mà người mẹ thì không có phải. Có thể là hai em lại sợ lại chạy trốn sao cô bác. Thấy bảo là người mẹ là uống rượu say mà. Uống rượu say xong là vào nói vào nhà nói này nói nọ ấy cô bác, nhưng mà cháu Đức cũng chưa có hiểu là nói những cái chuyện gì cả. Vậy ra đây nhìn nhìn đâu đâu thì cũng chẳng nhìn thấy là ba ông cháu cả cô bác ạ. Chắc là bây giờ cháu Đức phải là đi ra kia thêm một vòng nữa để xem là em Hải với em Sử là đang ở đâu. Ở bên kia thì có một cái bóng dáng mà nhìn rất là giống em Hải ấy. Em Hải ở bên kia rồi cô bác ạ. Bây giờ thì đi vào và xem mà Hải là đi đâu về, tại sao lại đi đường đấy, không ở nhà. Hải ở trên vai thì cháu Đức đang thấy là điệu thêm một cái sọt nữa, hay có thể là em ấy đang đi lấy cỏ hay sao á. Hải đi đâu về mà đi đường kia ra đấy? Vừa đi lấy cỏ à? Nhưng mà vừa đi lấy cỏ sao lại đi từ đường bên kia sang? Trốn đường kia? Thế bây giờ là đi đâu lấy cỏ? Đi ra kia đó, đi ra kia xong anh phải hỏi một chút xem là mẹ nói những gì. Thế là mẹ đi đâu uống rượu về? Không biết đâu ạ. Không biết á? Thì cái lúc mà hai anh em điện cho anh thì là mẹ đang ở đấy à? Thế anh Sử đi đâu rồi? Anh Sử là cùng ông đi lấy củi á? Thế là lúc mà mẹ về thì có ông ở nhà không? Ông thì không đâu ạ. Không có á? Vâng. Thế là có mỗi hai anh em thôi à? Vâng. Thế là đang định đi tận đâu lấy cỏ? Thế ngồi xuống đây đó, ngồi xuống đây anh hỏi xem là mẹ nói những chuyện gì. Ai đi? Ai kia đây? Không phải mẹ không? Không phải đâu. Không phải á? Thế là ngồi xuống đây đã. Thế mẹ là đi uống rượu từ nhà ai về sao lại về nhà mình? Em vẫn không biết đâu ạ. Không biết á? Vâng. Thế mẹ ra thì mẹ nói cái gì? Mẹ thì say rượu thì mẹ cũng nói.
nọ thế kia thì em không người con đời nhà thì em lấy cái sò này chỗ kia thì mẹ về thì em vừa đi chỗ này em cắt cỏ chỗ này. Thế vừa rồi anh gặp bà có một cô với lại hai bạn nhỏ ấy thì có phải là mẹ em không? Không phải đâu ạ. Không phải đâu à? Vâng. Thế là mẹ là say rượu ra đây nói thì có ngủ luôn, có ngủ ở nhà không? Mẹ không ngủ đâu ạ. Không ngủ á? Vâng. Dạ, mẹ ra lâu không? Từ sáng rồi ạ. Từ sáng á? Vâng. Thế mẹ thì có ở lại lâu không? Có ạ. Có á? Vâng. Thế cái lúc mà mẹ ở thì là ông không ở nhà nữa đúng không? Ông thì từ sáng ông đi chặt củi rồi. Đi chặt củi à? Vâng. Thế là lúc mà mẹ còn mẹ ở hay là đi thì anh sửa mới đi? Khi mà buổi trưa thì mẹ vẫn còn ở nhà em thì anh sửa đi. Anh sửa đi rồi à? Vâng. À, là đi hộ ông là bắt củi về đúng không? Vâng. Là ông là lên trên rừng già đấy củi đúng không? Vâng. Thế còn lúc đấy thì có em với mẹ ở nhà. Vâng. Thế mẹ có vào trong nhà không hay là mẹ chỉ ở ngoài? Mẹ chỉ ở ngoài thôi ạ. Chỉ ở ngoài à? Vâng. Thế là mẹ say rượu là nói là cho em đi ở cùng hay là cho anh xử hay là về vấn đề nào? Hay là nói về vấn đề nhà? Mẹ cứ bảo là cho em đi cùng ở với mẹ nhưng mà em bảo là em không đi đâu ạ. Ồ, thế lần trước anh đã nói chuyện với mẹ em rồi nhưng mà không hiểu tại sao đợt này đi đâu uống rượu về cô bác không biết là chắc là do là động lực vì rượu hay sao. Thế là em ra kia là lâu chưa? Ra kia trốn lâu chưa? Lâu rồi ạ. Trốn lâu rồi à? Vâng. Thế là vừa rồi thấy anh ở trên kia thì em mới sang hay là như nào? Em thấy anh đến chỗ kia thì em mới sang thôi ạ. Ồ. Thế cái lúc mà hai anh em điện cho anh thì là mẹ là ở đấy là đang nói về là lúc là bảo là cho em đi ở cùng à? Vâng. Ôi trời ơi. Đấy, ở đây thì mẹ của Hải với Sử thì cô bác ạ đã bỏ đi từ rất là lâu rồi. Đấy, đến thời điểm đến năm nay khi mà cháu Lực lên ghi hình thì có thể là mẹ nhìn được những thước phim mà cháu Lực đăng tải lên thấy em Sử với em Hải ai đấy đều cũng rất là ngoan ngoãn, đều có sức khỏe đấy, để chắc là muốn là cho hai anh em là đi một người là đi ở cùng mẹ để mà lấy củi hay là làm gì đấy. Ở đây thì anh Sử thì lớn rồi thì mẹ có bảo cho anh Sử đi ở cùng không? Mẹ không bảo đâu ạ. Mẹ là không bảo cho anh Sử đi ở cùng à? Vâng. Thế là mẹ chỉ bảo với em à? Vâng. Mẹ là bảo là cứ bảo với em là cho đi ở cùng à? Bảo là em bé thì cho em đi cùng với mẹ nhưng mà em bảo là em không đi. Thế thì mẹ hôm nay mẹ sang thì ông có biết không? Ông không biết ạ. Ông là không biết đâu à? Vâng. Thế mẹ thì đã đi lâu chưa? Mẹ hay là... Lâu rồi ạ. Lâu rồi à? Vâng. Thế cái lúc mà anh Sử mà đi lấy củi thì là mẹ là vẫn ở đấy đúng không? Vâng, ở đấy ạ. Thế xong là em mới không có dám ở đấy à? Vâng. Là em mới lấy cái sọt ở nhà em chạy ra bên kia à? Vâng. Thế là em ra bên này độ tầm được 3 tiếng chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Em có cầm theo điện thoại không? Có à, cầm lên điện thoại à? Ừ. À, anh Sử thì đi lên rừng không cầm điện thoại à? Không đâu ạ. Lần sau thì không phải chạy trốn đâu. Vâng. Đấy, không phải chạy trốn đâu. Đấy, ở đây nếu mà bây giờ mà cái đấy là cái quyền quyết định của hai em. Hai em có muốn đi hay là ở lại đấy thì là đều nằm ở hai em cả. Đấy, nhưng mà nếu mà ở đây để mà hai em mà rời bỏ nhau, em ở một nơi anh Sử ở một nơi thì em có chấp nhận không? Không đâu ạ. Không đâu à? Vâng. Hãy lần sau khi mà mẹ đang ở đấy nói rồi thì điện cho anh luôn. Vâng. Đấy, điện cho anh luôn như vừa rồi đấy. Đấy, vừa rồi thì thật sự ra của bác anh chị ạ, cháu Lực đang đi một chút công việc ở dưới kia thành ra là không có lên được. Đấy, thì đến cháu Lực nghĩ rằng là độ tầm 1-2 tiếng nữa thì mẹ của Sử với Hải thì vẫn ở nhà, là cháu Đức sẽ lên luôn. Nhà của mẹ Hải là ở xa không? Xa. Xa. Vâng. Thế là vừa rồi là
Mẹ tự đi hay là ai về đón? Mẹ tự đi thôi ạ. Tự đi à? Vâng ạ. Say rượu nên nói nhiều xong là xong mới tự đi à? Có nói xong ngủ lại ở chỗ mà để phơi thóc không? Nói mẹ say rượu thì nói nhưng mà em không, em không được ở nhà thì em mới cầm à. Đi chỗ kia thôi. À, thế có nghĩa là lúc mà em anh Sử đi đi hộ ông bác Củi rồi, vâng, thì là mẹ vẫn ở nhà nói, vâng, là em mới không dám ở nhà, vâng, em mới lấy cái sọt này chạy trốn chạy ra bên kia, vâng. Ồ, nếu mà vừa rồi mà anh chưa xuống thì em vẫn ngồi ở bên kia à? Vâng. Ồ. Ồ, thế thì bây giờ hai anh em mình đi lấy cỏ đi, lấy cỏ xong thì anh em mình cũng về thôi, vâng. Về xem là anh Sử là với ông là về chưa. Đấy. Hôm nay bây giờ thì anh sẽ ở lại đây đến chiều tối xem là mẹ em có còn quay lại nữa không. Em đi cắt cỏ gì? Cỏ đây à? Cắt búi cỏ này à? À. Thế bây giờ em đi cắt cỏ nhá, xong rồi một tí nữa anh hậu anh điệu về. Chỗ này thì trâu ăn à? Cái này thì cắt lấy nguyên lá nó thôi, với lại cái ngọn này, xong là mình để cái gốc nó mình để trồng. Đấy. Đây, cẩn thận nhá. Đây, không dám ở nhà của bác ạ, à. Chạy luôn nữa. Khi mà nhìn thấy em Hải chạy trốn này, nhìn là trông rất là thương của bác ạ. Anh Sử thì lớn rồi, cho nên là mẹ là biết là có khi là sợ sệt anh Sử một chút. Còn em Hải thì còn nhỏ, nhưng mà em Hải cũng phải nói là ý chí rất là cao cường của bác ạ, rất là kiên cường. Khi mà người mẹ về nói thêm rất là nhiều lần, có thể là gạ gấm. Mẹ có gạ Hải bảo là cho bánh kẹo không? Có ạ. Có á? Mẹ cho bánh kẹo thì bảo con không ăn đâu, bảo thế. Mẹ có bao giờ nói bảo là đi mua quần áo mới cho hay là như nào không? Có ạ. Có à? Thế là mẹ là gạ gấm em đi ở cùng là nói rất là nhiều à? Thế mẹ còn nói thêm cái gì nữa không? Mẹ chỉ nói thế thôi ạ. Chỉ nói thế thôi à? Vâng. Thì hôm nay có biết là mẹ là uống rượu đâu về không? Em không biết ạ. Ờ, kia có phải ông không kìa? Vác Củi kìa. Không phải đâu ạ. Không phải đâu à? Dạ. Kia là ai đây nhỉ? Không biết. Thế ông là đi đâu, đi chỗ nào lấy củi? Đi trên rừng già trên à? Ừ. À. Vậy ở đây thì mẹ của Hải ra cô bác gạ gấm Hải rất là nhiều, mua bánh kẹo về đủ thứ. Dù Hải là đi ở cùng, có thể là người mẹ đang dụ dỗ hay là như nào đấy. Đấy, nhưng mà ở đây thì cháu Lực không có dám gọi là nhất thiết là khẳng định là mẹ của Hải là phải không được ra đây một tí nào. Đấy. Cái điều đấy thì cháu Lực không có dám khẳng định của bác ạ. Nên bây giờ mà cháu Lực nói với người mẹ rồi, hôm nọ vừa nói một lần rồi, mẹ rồi. Đấy. Bảo là bây giờ sang thì không có nói những cái chuyện gì mà gọi là
để cho hai anh em sợ sệt gì cả, không được quấy rối cái cuộc sống của ba ông cháu. Hôm nọ thì cũng có anh trưởng thôn này, cũng có cả ông nữa, có mặt cả ông nữa. Đấy, nhưng mà hôm nay chắc là do là mẹ của Hải với Sử là uống rượu. Đấy, có uống một chút rượu, thành ra là chắc là có khi là lại một cái động lực. Có lấy buộc lại không? Không buộc à? Thế hôm nay là em không đi học à? Thế khi mà mẹ em nói thì có nói gì tới anh không? Không đâu ạ. Không à? Vâng. Thế vừa rồi thì khi mà mẹ xuống đây thì có mẹ có đi vào nhà mới không? Không biết đâu ạ. Không biết à? Vâng. À, thế là đến vừa nãy là hai anh em lại ở nhà thôi đúng không? Vâng. Cái lúc đấy thì hai anh em ở nhà là làm cái gì? Ở nhà lấy cỏ cho ăn thôi ạ. Lấy cỏ cho trâu à? Vâng. Mẹ là nay là say rượu lắm chưa? Say ạ. Rồi. À, khi mà cháu được ghi hình như vậy thì nhìn vào em Hải của bác thì có thể là người mẹ là rất là mong muốn là em Hải là đi ở cùng để mà có thêm một người để mà phụ giúp cho cuộc sống của người mẹ của em Hải. Hay còn về người mẹ của em Hải thì hoàn cảnh gia đình thì cháu Lực cũng đã đều tìm hiểu rất là kỹ. Cháu Lực cũng tìm hiểu rất là kỹ là cũng thuộc gia đình không có khá giả thì cô bác ạ thuộc một gia đình là nghèo, và trong đó thì là người chồng là đi cũng suốt ngày là đi uống rượu về xong là đánh đập chửi bới. Đấy, khi mà người mẹ của các em quay lại thì phải nói là không có biết là xấu hổ gì luôn. Đấy, thí dụ như nếu mà bây giờ biết suy nghĩ thì đã không có mặt mũi nào để mà ra gặp con gặp cái cả. Ở đây thì cháu Lực cũng đã hôm nọ thì khi mà nói chuyện với lại mẹ của các em ấy cô bác, cháu Lực cũng đã nói những cái điều đó. Và nếu mà muốn đi thêm một bước nữa thì đợi cho em Sử, đợi cho em Hải là cai sữa lớn hơn một chút rồi thì đi cũng không muộn. Thì ở đấy còn có chút tình cảm của người mẹ dành cho con. Còn là đằng này thì em Hải còn rất là nhỏ. Khi mà bỏ đi ấy, cháu Đức cũng chỉ nghe là ông kể lại cũng như là hàng xóm kể lại nói rằng là khi mà em Hải đói, bà với ông là phải đi ngoài khuấy đi mua đường của bác này, mua đường để khuấy với nước. Để cho em Hải là uống để cho không khóc, không đói. Đấy, như lớn khôn bây giờ, tất cả cái công sức lớn nhất thì là đều được người bà với lại người ông của em Hải với em Sử là nuôi nấng và trưởng thành lớn đến thời điểm hiện tại. Được chưa? Được rồi. Được rồi à? Vâng. Thế đây là để ngày mai là cho với lại dơ mà. Vâng. Thì ông với anh Sử thì đi rừng thì có lấy cả cỏ không? Không lấy đâu ạ. Không lấy à? Vâng. Chỉ lấy nguyên lấy củi về dành à? Vâng ạ. Thế là anh Sử là đi hộ ông là vác về đúng không? Vâng. Có khi
mẹ của em lại quay ra nhà của người chú trên kia uống rượu không? Em không biết đâu ạ. Em chỉ sợ rằng là lên trên uống rượu xong là tối lại xuống mà quấy rối thôi cô bác ạ. Thế hôm nay là không có ai thả trâu đi chăn trâu à? Vâng. Giờ thì đi về thì không biết là xử với ông là đã về chưa đấy. Thời tiết thì mấy hôm nay còn ấm ấm áp thêm một chút. Hải là bị ốm hay sao ấy? Không biết ạ. Không biết á? Vâng. Người có bị mệt mệt trong người không? Không đâu ạ. Nếu mà ốm thì bảo anh nhá. Vâng. Đấy, đi xuống nhà anh thì anh sẽ lấy thuốc cho uống. Vâng. Trâu này thì đã hết cỏ chưa? Hết rồi ạ. Hết rồi à? Vâng. Thế bây giờ lại lấy cỏ trâu à? Vâng. Cái đấy có để cho trâu ăn luôn không? Chắc là lấy để kia ngày mai đã. À. Ở đây thì cũng chưa nhìn thấy là ông về cô bác ạ. Cửa thì vẫn còn đang khóa. Với lại em xử nữa. Vẫn còn chưa thấy vác củi vào nào về cả. Ôi cỏ thì cũng hết rồi à, hôm nay cho ăn hết rồi à? À, thì bây giờ anh em mình lên trên nhà trên này nhỉ? Lên trên nhà trên kia là xem là ông đã về chưa? Đấy, về đến nhà thì vẫn chưa nhìn thấy ông với lại anh Sử đâu cả, chắc vẫn còn đang đi lấy cỏ đấy cô bác ạ. Đi lấy củi ấy, nói nhầm một chút. Đấy, ở đây thì cái nguồn nước của nhà em Sử thì cũng đã gần cạn kiệt hết rồi cô bác ạ, cái nguồn nước này ấy. Bây giờ thì rất là may là còn cái tách mà bà Vương Kim Thanh là bà ấy gửi cho để mà dự trữ nước, cũng như là sau này dùng cái nước này để mà cho gà, cho lợn, cho trâu để uống. Đi đường nào ấy? Được, đi đi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ ở trên này thêm một lúc nữa xem là có gặp mẹ Hải, mẹ của Hải với em Sử không. Ở trên kia ồn ồn, không biết là có mẹ của Sứ ở trên kia không? Mẹ Hải ấy. Nhìn từ dưới này lên thì đang nhìn thấy một cái ngôi nhà. Cái ấn tượng đầu tiên là cái hình chóp chữ A trên kia cô bác. Nhìn trong ngôi nhà nó rất là đặc biệt và rất là đẹp đẽ. Như kiểu nó là một cái thẩm mỹ ấy cô bác. Ui, con gì đấy? Con gà. Con gà. Có phải gà của nhà em không? Không phải đâu. Đấy, ở đây thì cái phần kè này các bác này. Đấy, bây giờ thì ở trên kia là còn hiện rất là nhiều đá. Còn là cái phần ở dưới chân này là hôm nọ khi mà mấy anh em vừa đào nền đã vừa dùng đá để kè rồi, cho nên là bây giờ đất nó lấp cái phần đá hết rồi. Đấy, ở đây nếu mà kè được từ chỗ này lên các bác này, tay cháu Lực đang chỉ thẳng lên cái sào mộc kia, thì một cái khoảng sân mà nó rất là rộng lớn luôn.
Hải thì có biết cái này dùng để làm gì không? Không biết ạ. Hả? Không biết ạ. Không biết à? Ừ. Cái này là chắc là hôm nọ là nó do bị dính sơn của bác, chắc là bị thủng, chắc là bị một cái thùng nào bị vỡ hay sao ấy, thành ra là nó bị như này này cô bác. Đây, ở đây thì khi mà cháu được đặt khoán cho mà anh em thợ sơn hết rồi, khi mà cháu được nghiệm thu, cháu được chỉ nghiệm thu là đúng cái màu sơn cháu được lựa chọn và đúng cái thiết kế sơn nhà như thế nào thì cháu được nhận nghiệm thu là như thế là đẹp và đủ tất cả mọi cái chất lượng rồi thì là được rồi cô bác. Đây, tất cả mọi cái thùng sơn mà các anh mang lên cô bác này thì được nhìn thấy là chưa có thùng nào mà bị bốc cả. Nào mà sơn cái này xong thì nhìn nhà đẹp đấy nhở? Vâng. Ở đây thì cháu được đọc được một số ý kiến bình luận ở trên kênh nói rằng là ngôi nhà của ba ông cháu đấy, tại sao lại cái phòng ngủ một có một phòng ngủ nó lại có hai cửa sổ, thì lý do thứ nhất là cháu được lắng nghe theo ý kiến của Mạnh Thường Quân, và lý do thứ hai là giúp cho cái ngôi nhà mà nó vừa có cái cửa sổ nhìn vào đằng hông nhà và một cái cửa sổ nhìn một cái view ở trước mặt nữa các bác. Rộng chưa? Hả? Có rồi à? Xe của anh Sử thì để đâu? Có biết đâu? Có để đây không? Chắc không để đây đâu. Không để đây đâu à? Ừ. À. Thế ở đây thì nếu mà hôm nọ mà cháu Lực làm cái chỗ này mà nó thấp quá cô bác xuống ấy, thì là khi mà cháu Lực bước vào làm thì cháu Lực cũng đã nói lên trên kênh rồi. Nếu mà thấp quá thì nước toàn bộ trên kia nó chảy xuống, nó đổ hết ra đây. Thì cái phần đất, phần đất kè này thì sợ rằng thì nó sẽ không có được chắc chắn cho lắm cô bác, cho nên là cháu Đức sẽ quyết định là làm ở phiên này là nó cao hơn một chút cô bác, cao hơn một chút, còn ở cái phần dưới này thì nó thấp hơn một chút để nó nước nó chảy ra bên này. Đấy, chảy ra bên này để nó đổ đi xuống phần biên giới hết. Và ở dưới kia thì cũng đã đào sẵn một cái ránh để chảy đi xuống kia rồi. Ô, xe của Sử ở đây này. Chắc để đây. À, đấy, xe của em Sử thì cũng được bác là Trần Thị Tiên là bác ấy mua cho Sử để giúp cho có thứ nhất là có con xe để mà đi lại, và thứ hai thì có con xe để mà đưa em Hải đi học này kia này, và thứ ba thì có thêm phương tiện để mà khi mà ba ông cháu ai ốm đau gì thì có xe máy để mà chở đi bệnh viện thì nó sẽ kịp thời hơn. Thế còn ở phần cái phần ống này các bác này, ở trên này thì cháu Lực cũng đã làm ống nước là hứng từ bên mái hên kia nó chảy xuống và nó đi ra phần là phía bên kia, thì nó đã có ống mà đi, có ống là chôn đi xuống hết rồi. Hay vẫn chưa thấy ông với lại anh Sử về nhỉ? Vâng. Vẫn chưa thấy ở đây một lúc khá lâu rồi các bác, không thấy mẹ của Hải quay trở lại cả. Đấy, hôm nay thì khi mà cháu Lực nhận được điện thoại của các em xong ấy, cháu Lực làm mà xong việc thì cháu Lực cũng chạy lên luôn. Hãy nhìn khuôn mặt mặt của em Hải thì có vẻ như khá là buồn các bác ạ. Có thể là đang sợ sệt một cái điều gì đấy nó xảy ra. Hải thì cũng còn rất là bé các bác ạ. Bé quá thì cũng không bé quá mà là thuộc dạng gọi là như kiểu cứng cáp mấy thì nó cũng không có được cứng cáp các bác. Cho nên là Hải là hơi sợ cái điều này. Hải thì có sợ không? Có ạ. Có à? Vâng. Sợ là mẹ mình lại quay trở lại đúng không? Ở đây thì mỗi lần mà mẹ của Hải với Sử quay trở lại thì đều có lý do mà gọi là muốn cho em Hải là đi ở cùng thôi. Thì ở đây thì bây giờ các em cũng là lớn rồi, thành ra là mẹ của Hải là muốn là đưa Hải đi để mà ở cùng, để nó giúp cho gánh vác một cái phần công việc trong gia đình gì đấy. Đấy, có thể là nếu mà Hải mà điều với mẹ thì có thể là bỏ học luôn. Hôm nọ thì cháu Lực cũng là nói với mẹ của Hải rồi, bảo là nếu mà ra vào về đây nhìn các em thì vào thăm các em thì cô cứ sang, còn khi mà sang thì đừng đem những câu chuyện mà để cho các em sợ sệt, hay là đừng có quấy rối cuộc sống hiện tại của ba ông cháu nữa. Như cháu Lực nói với cô rằng là khi mà cô mà bỏ đi như thế thì
cô đã gọi là dường như là vứt bỏ hai đứa con mình ở lại rồi. Đấy, mặc kệ là sống hay chết rồi. Đấy, lúc đấy suy nghĩ của cô đã thế rồi. Bây giờ các em lớn lên rồi, cô mới quay trở lại và cô nói này nói nọ. Đấy, thật sự như vậy thì cô không xứng đáng để làm một người mẹ. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã nói như vậy với cô rồi. Đấy, ở đây thì tình mẫu tử của bác cháu Lực không thể ngăn cản, ngăn cản và cấm hoàn toàn là không cho các em qua lại hay là không cho gặp mặt người mẹ cả. Đấy, nhưng mà cái gặp mặt đấy nó là một cái mục đích mà nó thật sự xứng đáng thì mới đi được. Đấy. Đấy, bây giờ anh cũng dặn dò các em là thế thôi. Đấy, bây giờ thì cũng khá là tối rồi. Đấy, có khi là bây giờ anh sẽ ở đây thêm một lúc nữa thì nấu cơm, đi nấu cơm với em. Đấy, để đợi ông với lại Sử là đi về. Đấy, thước phim này cũng khá là dài rồi cô bác. Chắc là hai anh em cũng xin là dừng ghi hình ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Chào hai, chào tạm biệt quý bà cô chú anh chị ạ.